Trong đêm, hệ thống giám sát sâu đầy thông minh khá nổi bật với các loại đèn màu, từ xanh dương, xanh lá cây, đỏ, trắng đến màu tím của đèn UV. Những gam màu này sẽ thay đổi liên tục để dẫn dụ sâu rầy hiện có trên đồng ruộng. Sử dụng cái công nghệ là trí tuệ nhân tạo để mà mình phân tích. Mình phân tích ra thì mình biết, ví dụ như bướm sâu cuốn lá, bướm sâu đục thân, mình đếm cái mật độ của nó, rồi cuối cùng là mình mới thống kê lại, rồi mình đưa lên cái biểu đồ và ở điện thoại di động của mình thì bà con nông dân có thể vô để nhìn biết cái mật độ, cái dụng mình là như thế nào. Cứ sau 30 phút, hệ thống sẽ tự động vệ sinh bẫy đèn để tiếp tục cập nhật dữ liệu mới. Hiện tại, hệ thống có thể nhận biết hàng chục loại sâu rầy khác nhau, cũng như người dùng có thể cập nhật thêm những loại côn trùng mới xuất hiện. Các loại ong ký sinh, rồi ngoài ra còn có cái nhện, các đối tượng bắt mồi ăn thịt, chuồn chuồn, kiến ba khoang, nhân dân rất nhiều trên đồng ruộng. Thành ra nếu mà chúng ta rầy nâu mới vừa bay tới mà chúng ta phun thuốc liền thì là chúng ta tiêu hủy đi cái thiên địch trên đồng ruộng, phá hủy cái dịch vụ sinh thái trên đồng ruộng. Thực tế cho thấy tình trạng nông dân lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật khá phổ biến. Trung bình mỗi vụ lúa bà con phun từ 6 đến 8 lần thuốc, và có thể tăng thêm nếu sâu rầy diễn biến phức tạp. Theo các nhà khoa học, những số liệu từ hệ thống giám sát sâu rầy thông minh sẽ hạn chế tình trạng này, qua đó góp phần giúp nông dân tiết giảm chi phí, đồng thời tạo ra sản phẩm an toàn hơn.